Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để cho người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc các ngã ba đàng, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đấng tấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta chỉ dừng lại câu nói ấy của Chúa Giêsu để nhìn lại chính mình, để cố sống đẹp lòng Chúa, ít là trong ngày hôm nay, để xin Chúa gìn giữ che chở chúng ta. Ở đời người ta thích phô trương, thích được người khác biết, đẹp tốt phô ra, xấu xa đầy lại. Thời nay người ta thích sống ảo, yêu thương ảo, không sống thật với chính mình. Chẳng hạn hình ảnh ở trên mạng khác xa với ảnh thực ngoài đời, khiến nhiều người hụt hẫng, mất lòng tin. Có người làm việc bác ái để đánh bóng tên tuổi mình, thậm chí lợi dụng bác ái vì tư lợi, như báo chí đã từng phanh phui đây đó. Như thế có bác ái giả hiệu, nhưng cũng có bác ái thật xuất phát từ tấm lòng. Đó là điều lời Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta là người Kitô hữu, là con cái Chúa. Chúng ta được mời gọi phải sống thật với lòng mình, phải sống từ bi, nhân hậu và khiêm tốn, biết kính sợ Chúa như lời mà chúng ta vừa nghe trong các bài đọc. Thánh Phaolô nói: mỗi người hãy cho tùy theo lòng mình, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Khi suy nghĩ về lời Chúa ngày hôm nay, tôi cũng suy nghĩ đời tu cũng thế. Giảng thì hay, nói thì hấp dẫn, nhưng sống với anh em trong cộng đoàn lại nhỏ nhen ích kỷ, lại chỉ trích gây chia rẽ, thì đó cũng chỉ là bác ái giả hiệu, không ích gì. Như thế điều quan trọng không phải là nói gì, mà là sống thế nào. Không phải là chúng ta có gì, có tài sản nhiều hay ít, nhưng là chúng ta đã làm gì. Không phải là có kiến thức nhiều, mà là đối nhân xử thế ra sao. Thánh Phaolô dạy: bác ái thì kiên tâm nhân hậu, bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận,
không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, bác ái, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Sống bác ái như thế thật là khó nếu không có ơn Chúa. Chúng ta thấy ông bà cha mẹ chúng ta ngày xưa có khi chỉ là những bác nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Có khi chữ nghĩa không đầy lá mít mà sống thiện lương nghĩa tình, hết lòng vì gia đình, hết lòng vì Chúa. Ngay chính bản thân tôi cũng suy nghĩ tôi làm linh mục được cho tới ngày nay là nhờ niềm tin của cha mẹ. Chính cha mẹ không có chữ nghĩa nhiều nhưng lại sống niềm tin ấy trong cuộc đời và là gương mẫu cho con cái. Tôi cũng biết có một người làm bác ái rất đơn sơ âm thầm. Cứ mỗi lần lãnh lương xong, mặc dầu mỗi tháng không được lãnh lương nhiều, nhưng cũng trích ra một ít vài chục ngàn để đến tặng cho một ông cụ già mà người ấy đã để ý. Cứ mỗi lần đi ngang vào cuối tháng lại dừng lại đưa cho ông cụ vài chục ngàn rồi nói: con tặng ông. Rất âm thầm, rất đơn sơ nhưng lại đẹp lòng Chúa. Đức Gioan Phaolô đệ nhị là một vị thánh mà ai trong chúng ta cũng biết, thường thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Đối với người Tây Phương, 5 giờ sáng là sớm lắm. Sau đó Ngài chuẩn bị đến nhà nguyện, suy gẫm và cử hành thánh lễ. Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Thánh Cha lấy ra hai tờ giấy có ghi tên của các nhân viên Vatican. Ngài chậm chậm đọc từng tên, rồi cuối cùng làm dấu thánh giá trên hai tờ giấy ấy để chúc lành cho từng người và để nhớ đến họ, để nhớ đến gia đình họ trong thánh lễ mà Ngài sắp dâng. Câu chuyện ấy làm cho tôi suy nghĩ và tôi thấy mình cũng phải bắt chước Đức Thánh Cha. Làm những việc bác ái là có thể làm những việc rất nhỏ mà chúng ta có thể làm được. Mỗi thánh lễ tôi nhớ đến các chúng sinh, đến gia đình của họ mà tôi đang chịu trách nhiệm, đến các cha cùng cộng tác với tôi trong chủng viện, đến những người thân yêu và đến các linh hồn trong luyện tội. Và câu chuyện còn kể Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị kết thúc vào ngày, mỗi ngày vào ban tối, Ngài hát bài thánh ca kính Đức Mẹ Jekotova vào cuối ngày. Bài hát có tên Lời cầu của Jasnagora được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phổ biến trên toàn cầu vào những ngày giới trẻ thế giới. Bài hát có những lời: Lạy Mẹ Maria, nữ hoàng của Ba Lan, con ở bên mẹ, con nhớ, con dõi theo mẹ. Ngày nào cũng như ngày ấy, Đức Thánh Cha hát lời kinh ấy để xin cho mình và nài xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho thế giới. Và rồi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị kết thúc một ngày vào khoảng 11 giờ tối. Ngài mở cửa phòng ngủ, nhìn xuống thành Roma ban đêm hồi lâu, rồi Ngài làm dấu chúc lành. Đó là phép lành Ngài nài xin Thiên Chúa ban xuống trên thế giới. Và cửa đóng lại, đèn tắt, Ngài chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chuông báo thức lại reo lúc 5 giờ đèn sáng, và Ngài lại tiếp tục công việc của một vị giáo hoàng bận rộn. Thưa anh chị em, những câu chuyện nhỏ nhỏ chúng ta vừa chia sẻ với nhau nói với chúng ta điều này: bác ái thật thì không phô trương mà âm thầm, không để cho người khác biết mà chỉ để cho Chúa biết. Thiên Chúa yêu thích những người đơn sơ, khiêm tốn và kín đáo. Bác ái không phải chỉ là trao ban cho ai một cái gì đó, không phải chỉ cho ai tiền, mà là sống hy sinh, chân thành, khiêm tốn và yêu thương. Người sống chân thành thì lúc nào cũng an bình, người sống yêu thương thì bao giờ cũng hạnh phúc. Có làm việc gì tuy nhỏ bé âm thầm, họ cũng đem lại niềm vui cho người khác. Người sống thủ đoạn thì suy nghĩ, lời nói, hành động đều không đáng tin, vì chỉ nghĩ đến mình, chỉ tính toán so đo. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta phải sống thật với chính mình, sống từ tâm,
là người kính sợ Chúa và luôn cố gắng sống đẹp lòng Chúa trong từng giây phút cuộc đời. Cuộc đời này ngắn lắm, phù phiếm mà làm gì, làm được gì có ích, lặng lẽ mà làm đi. Đó là lời tôi đọc thấy trên mạng, nhưng đó cũng là lời mà Chúa mời gọi mỗi người trong chúng ta sống trong ngày hôm nay. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, ngày hôm nay chúng ta cậy dựa cầu vào, cho chúng ta sống đẹp lòng Chúa, cho chúng ta sống chu toàn bổn phận chúng ta được trao ban, bổn phận của linh mục, của tu sĩ, của những người sống trong đời sống gia đình, của người cha người mẹ, của con cái. Xin cho chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa, và sống như thế thì Thiên Chúa đấng ngự trên trời sẽ ban thưởng và chúc lành cho chúng ta. Amen.